Anh Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay ngày mùng 8 tháng 6 năm 2017. Clip này chúng tôi xin trân trọng giới thiệu chiếc tủ kệ TV gỗ mun hoa da báo. Có kích thước là 1m79, rộng 50 và cao 81 phân. Chiếc kệ TV này chúng tôi làm theo đơn đặt hàng của chú Tân ở thành phố Hải Phòng. Quý vị đã xem trên mình là chiếc kệ TV gỗ mun hoa da báo. Kích thước 1m79, rộng 50 và cao 81 phân. Và chiếc kệ TV này chúng tôi đã làm theo đơn đặt hàng của chú Tân ở thành phố Hải Phòng. Chúng tôi đã hoàn thiện xong phần oánh vác ly, còn nguyên vân gỗ. Bốn cánh là đục tứ quý, là tùng cúc trúc mai, tức là hoa lở bốn mùa. Và đều được đục chạm thủ công bằng tay, nét đục rất là đẹp. Quý khách nào có nhu cầu muốn sở hữu sản phẩm đặc sắc này, hoặc là đặt hàng theo yêu cầu, theo kích thước, theo mẫu mã, chúng tôi sẽ đáp ứng theo yêu cầu. Và chất là gỗ thì bảo hành 100% là gỗ mun hoa da báo. Ngoài gỗ mun ra, chúng tôi còn làm gỗ hụ, gỗ hương, gỗ cẩm nai, gỗ chắc. Thành viên chúng tôi chuyên nhận những mẫu hàng đặt theo yêu cầu, theo kích thước cũng như theo chủng loại gỗ, rất là đa dạng. Ở phía trong là một cái đợt ngăn tủ làm đôi, rất là tiện dụng. Và phía trên này là ngăn kéo, có để kéo ra để các thứ rất là tiện. Vì bây giờ để đầu rất là ít nên chúng tôi làm ngăn kéo ở giữa này để khoe vân. Vân gỗ thì rất đẹp. Phía trên này thì tôi chọn vân thì tuyệt đỉnh rồi. Và trên mình quý vị đang xem là ba ông tượng tam đa phúc lộc thọ gỗ hương đỏ của Lào, cao 60 phân, đường kính ngang 20 và sâu 20, được thành luôn chúng tôi đục chạm thủ công hoàn toàn bằng tay. Trong ngày hôm nay chúng tôi cũng đã chuyển một bộ tam đa cao 50 phân cho một khách hàng ở thành phố Hồ Chí Minh. Và lúc vừa xong có một anh khách hàng cũng yêu cầu là chúng tôi chú Bảy gửi cho anh bộ tam đa cao 60 phân này, nhưng mà chúng tôi quên mất số điện thoại, không nhớ là số nào để gửi ảnh Zalo cho anh. Tiện thể chúng tôi quay luôn cái clip để cho khách hàng chiêm ngưỡng cũng như là anh khách hàng ở thành phố Hồ Chí Minh xem lại ông tượng cao 60 phân đục theo lối sứ tàu này, tức là mẫu sứ của tàu. Mẫu này rất là đẹp. Alo. Đúng rồi anh ạ. Có anh ạ, anh đặt theo yêu cầu em làm. Gỗ đỏ Nam Phi có, anh cứ cho cái trước đi, anh nhắn tin cái trước vào đây cho em. Em báo giá thôi. Ok rồi, để em mới báo giá đây. Ok rồi, em hiểu rồi. Hãy đợi chiếu ngựa rồi. Rồi. Dài 3m2, dài 15 giờ. Ok, em sau em tìm báo giá cho anh nhá. Ok rồi. Ok luôn. Anh cứ tiện anh nhắn tin luôn cho em đây cũng được nhá. Sợ tí em quên thì em báo giá lại cho anh nhá. Vâng, ok. Ok, có lại gõ vân đẹp. Yên tâm nhá. Ok, rồi, để em xong em báo anh. Ok. Ok. Ok anh. Ok. Trên mình quý vị đã xem là chiếc kệ TV gỗ mun hoa da báo đã được thành đơn chúng tôi hoàn thiện xong phần bánh vác ly, còn nguyên vân gỗ. Chiếc kệ TV này chúng tôi làm theo đơn đặt hàng của chú Tân ở thành phố Hải Phòng. Clip quý vị đã xem là chúng tôi quay trực tiếp tại cơ sở 2 đồ gỗ Thành Luân, số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Bây giờ đang là lúc 18 giờ ngày mùng 8 tháng 6, chúng tôi đã hoàn thiện xong chiếc kệ TV này. À, chuẩn bị bàn giao cho khách hàng, tôi sẽ quay lại một lượt cho các khách cần xa chiêm ngưỡng được cái đường nét đục chạm cũng như mẫu mã kệ này, để cho mọi người thì yêu cầu là đặt theo kích thước. Và mẫu này chúng tôi cũng là mẫu mới ra mắt, thế nên chúng tôi liên tục ra những cái mẫu mới độc và nạ và theo yêu cầu của khách hàng nữa. Chúng tôi sẽ làm theo yêu cầu của từng khách hàng, theo kích thước cũng như mẫu mã rất là đa dạng.
Clip này chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Xin kính chào quý khách và xin hẹn gặp lại quý khách trong những clip sau.